Ngay từ sáng sớm thì đã có khoảng 94.000 thí sinh như thế này tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay. Sáng ngày hôm nay thì các em sẽ thi môn đầu tiên là môn ngữ văn với thời gian làm bài là 120 phút. Và đây là lần đầu tiên môn ngữ văn cùng với môn toán thí sinh sẽ được tính điểm hệ số 1 ngang bằng với môn tiếng Anh. Con hy vọng là đề nó sẽ nằm trong tầm của con, không cần điểm cao, chỉ cần điểm đủ là được. Con muốn là điểm toán con chỉ cần 7,5, nhưng mà điểm tiếng Anh của con phải trên 8. Cũng có một chút lo lắng nhưng mà phần lớn thì con tự tin vào vô làm bài. Nghỉ dịch thì có lẽ một phần kiến thức của tụi con nó sẽ bị giới hạn một tí, nhưng mà con mong thì đề nó ra dễ để được vô cái trường mà mình mong muốn rồi. Một số quy định mới của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia cũng được áp dụng với kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Để tránh gian lận, các điểm thi đều bố trí khu vực riêng để học sinh gửi đồ cá nhân cách xa ít nhất là 25 mét so với phòng thi. Đa số phụ huynh và học sinh đã được phổ biến hạn chế mang theo đồ dùng cá nhân vào điểm thi. Nhà trường có bố trí 3 cái phòng, đảm bảo cách xa khoảng 25 mét để cho các em bỏ đồ vào trong đó. Và đến đúng hết giờ thì mình mới được quyền mở cái phòng đó ra để tất cả thí sinh cùng vô lấy. Cái việc này nó cũng khá mới thì cái điểm thi cũng hơi lúng túng trong cái việc là xử lý giữ đồ cho các em. Trong đó mỗi một hội đồng thi thì có 3 phòng dự trữ, có những phòng để mà sẵn sàng tổ chức cho các em là F0 dự thi. Bộ phận y tế thì cũng hết sức sẵn sàng, sự phối hợp nhịp nhàng giữa ngành y tế với ngành giáo dục để đảm bảo có bất kỳ một cái sự cố gì xảy ra về mặt sức khỏe thì đều có thể hỗ trợ kịp thời. Chiều nay, thí sinh sẽ thi môn tiếng Anh với thời gian ngắn hơn là 90 phút. Bài thi này đã được điều chỉnh hệ số ngang bằng với hai môn toán và ngữ văn. Vì vậy, được thí sinh kỳ vọng đầu tư khá nhiều thời gian ôn tập cho môn thi này.